Sốt là đun luôn thì sốt này thôi. Hả? Đun luôn thì sốt này đặt ra ngoài nhỉ? Không, thấy bảo là hướng dẫn là đặt sắp đấy luôn, mình thả được cái và cũng cơm mình từ đấy mình bụng đổ vào. Tùm lăng mạng. Thế mình cứ ngồi cảm giác mát hơn rồi, mặc dù là qua kính cũng cảm giác nó mát hơn. Ngồi đi, xem ngồi đi. Bản thân đấy cũng là một mấy loại nước chấm mà. Linh đi ăn tay tái ra đình trình quá. Cái này chấm sốt cay thì nó mới hợp. Miếng thịt ở Việt Nam này không bao giờ cái kiểu cắt mà miếng thịt nó lại thẳng mà đẹp thế này. Biết tại sao nó cắt được này không? Thịt đấy là từ cái thịt chứ không phải từ cái máy cắt. Từ cái thịt nó sẽ cho vào đông đá nhanh. Đông đá nhanh thì thịt nó sẽ đảm bảo về cái mặt diệt khuẩn. Sau khi đông đá nhanh sau này thì nó làm cái món bít tết này thường để cả tàn này chỉ chín ngoài thôi, bên trong dễ tái mà ngon mà trông nó đẹp. Nó là phải do thịt đông đá thì mới cắt được này chứ không phải do cái máy cắt. Thì đây là phô mai trứng muối, phô mai trắng và phô mai thường. Bề bề thấy màu thường màu đỏ. Hơi nhiều nước là cái phần màu nó chưa đẹp. Nếu mà mình thả vào nó khô nước rồi thì màu nó vàng óng này, à màu cam nó đẹp hơn. Chờ một tí đó. Bỏ phải thay cái này mình bỏ cái phần nước mình. Đúng mực trứng này. Được. Con tôm này nó có lực đá mạnh nhất của trong số các loài giáp sát. Thành tình nó có thể đá vào vỡ vỏ con nào, con nheo. Đi biết con nheo vỏ cứng nào. Mạnh danh là tôm. Tôm quyền anh. Nó bảo nó nếu mà kích cỡ bằng con người con đấm cục của Mike Tyson. Tốc độ ra đòn và sức nặng là khủng khiếp. Nhưng mà may nó kích cỡ như thế này thôi mình vẫn sợi nó. Loài thời kỳ cổ xưa đều lớn hơn loài hiện tại. Chim cũng có con chim lớn hơn đà điểu, tôm có con lớn tôm hùm nhiều, voi có to có loài voi to hơn loài bây giờ, gấu túi to hơn này,
còn con loài còn cao hơn loài yêu cao cổ nhiều, sống trên mặt đất. Nhưng mà được cái là mà mút, nhưng mà hình như là gọi là cái voi gì, voi voi chân chân dài đầu cao ấy, thì một voi mới là voi cao nhất, đó tổ tiên của nó voi hiện tại. Nhưng mà voi chân dài đầu cao còn khủng long cổ dài là trước nữa. Nhưng mà cái loài mà to nhất trong lịch sử của trái đất lại tồn tại song song với con người, biết là loài gì không? Cá voi xanh có trọng lượng nặng nhất trong lịch sử tất cả các loài sinh động vật trên từng tồn tại trên trái đất, nặng gấp 4-5 lần của khủng long to nhất. Con to cá voi to nhất tìm được đến bây giờ nó nặng đến 200 tấn, trong khi khủng long to nhất từng tìm thấy nặng 50 tấn rồi. Miếng to này là sướng nhỉ. Cho 7 cái thông tin. Giờ chia sức anh em mỗi người 1,5 triệu. Thế này mới gọi là bò tảo. Bò bít tết thật sự, đúng phong cách châu. Tí nữa mình để bê bơ cuối cùng, lúc mà nó chín xe mặt rồi để bơ lên, bơ nó mới thơm. Chứ mình để nó đầu bơ nó cháy bay mất mùi. Chân gà đây có ngon không? Ăn được chân gà thì cũng thấy được. Mình có lấy lên cắp đi, để nhà giòn phết đấy. Cả bộ này cũng hay. Mình nướng chân gà là thôi nhá. Lấy đất. Làm một con bê bê thôi. Không. Không ăn gì hết nữa đâu.
này, tôm này râu dài thế này. Ai râu tôm rồng thế nào? Râu dài 20 cm. Pam đúng chứ. Để nó thư thư thì ăn được, ăn được lúc được, nghỉ nghỉ tí là ăn được. Yeah.